và mạnh vừa tháo ra, nó có một cái lỗi rất là lớn, rất là lớn, mà nguyên nhân chính là do người lắp đặt trước không đúng kỹ thuật, nó làm hỏng tan nát cả cái bộ HST này rồi. Đây ạ, không bẻ được, không bẻ được, anh em đi lại đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết là nó lỗi ở đâu. Anh em xem này, đây là cái piston, đây là cái piston, đây là cái piston, nó rõ chưa, nó, anh em xem rõ chưa? Không bẻ được, không bẻ được này, nó bó luôn cái này, đây nhìn này, nó ma sát vào cái gối bơm, nó ma sát vào cái gối bơm mà nó chèo chẹt hết cả và nó bó cứng luôn. Đây là cái gối, đây là piston bên bơm nhá, bên bơm, bên phía bơm. Còn đây này, đây là piston bên phía motor, nó rất là trơn, anh em thấy không ạ? Nhìn này, nhưng cái này cứng ngắc. Đây ạ, đây là bên motor nó không bị bó này, đây là bên bơm nhá. Và nguyên nhân là nó không có nhớt mà anh em vẫn cứ nổ máy chạy để cố đẩy cần tiến lùi, nhưng mà nó không có nhớt, nó cũng không chạy được, và nó ma sát vào cái gối bơm và ma sát trong cái tình trạng không có nhớt nên là nó không được bôi trơn và nó nóng, nó bó, nó nát luôn cả cái đầu này. Đây là một cái lỗi vô cùng lớn. Và thưa anh em, anh em tại đây mình sẽ chỉ cho anh em cái lỗi mà người lắp trước thì sai này. Đây là cái bơm nhồi này. Đây là cái bơm nhồi nhá. Tất nhiên là chúng ta lắp bơm nhồi rồi, nhưng mà anh em thấy cái vết này không? Thấy cái vết này không? Cái vết này này. Cái vết này tức là lắp bơm sai, lắp bơm nhồi sai và nó không vào khớp, nó bị cái nó bị cái răng này, có thấy cái răng này không? Đây, nó bị cái răng này nó chèn vào đúng cái này mà chúng ta lấy ốc chúng ta ép vào. Lấy ốc ép vào nên là nó bị cong luôn cả cái lõi bơm này, cong luôn cả cái lõi bơm. Và khi mà lắp lại nhá, khi mà lắp vào rồi, lựa nó vào khớp rồi ấy, nó cái lõi bơm nó bị cong và nó bơm nhồi nó không hút được nhớt, mà chúng ta cứ cố gắng ga to để thử máy và bơm nó không chạy thì cuối cùng nó cháy ra thế này. Đây, cuối cùng thật chỉ có tháo ra lắp vào thôi, không đúng kỹ thuật mà nó bị thế này. Chính vì vậy mình làm những cái video này để hướng dẫn cho anh em tháo cho đúng cách và lắp cho đúng cách, bởi vì là lắp bơm HST không phải là đơn giản, không hề đơn giản, và phải cực kỳ cẩn thận thì chúng ta mới có thể tháo lắp chuẩn được. Mà tháo lắp chuẩn rồi ấy, phải chuẩn rồi ấy, thì chúng ta mới đưa lên máy để chạy thử, để vào tải thì nó mới đạt cái hiệu quả cao, tránh cái trường hợp mà nó bị hỏng một cách lãng phí, vô cùng lãng phí như thế này. Thưa anh em, nếu anh em muốn hiểu thêm, hiểu rõ và hiểu rất kỹ về kỹ thuật sửa chữa máy thì anh em hãy ngay lập tức liên hệ với Mạnh, và Mạnh sẽ gửi cho anh em những cuốn sách kỹ thuật thế này. Anh em hãy nhắn tin vào số điện thoại 0398490986, tên sách bạn muốn mua, số điện thoại của bạn và địa chỉ để Mạnh có thể gửi cho anh em nào cần những cuốn sách như thế này, để có cơ hội lớn hơn trở thành một người sửa chữa máy, ít nhất là cho máy của mình, và nhiều hơn là anh em có thể đi kiếm tiền bởi những cái kiến thức kỹ thuật mà anh em học được cũng như là qua thực tế. Và cuốn sách này nó quy định các cái tiêu chuẩn sửa chữa, các cái kỹ thuật sửa chữa, điều chỉnh rất là kỹ, kể cả phần động cơ, hộp số, thủy lực, phần điện. Thôi anh em, mình sẽ hướng dẫn cho anh em lắp nhanh cái bơm HST này một cách chính xác và đúng kỹ thuật, để tránh cái trường hợp của chúng ta tháo ra rồi lắp vào nó lại sai như thế này. Cái con chó này. Anh em đi lại gần đây, mình sẽ lắp. Đầu tiên nhé, chúng ta lắp cái bộ piston vào này. Nhớ là phải rất sạch nhé. Đây, lắp bộ piston vào thế này. Bên này cũng lắp vào nhưng mà bên này nó bị cứng rồi. Mình sẽ không trình diễn lắp bên này nữa, mà bên này do nó bị cứng nên mình không lắp. Thì sau khi chúng ta lắp cái này vào rồi ấy, thì chúng ta đưa cái piston vào đây để nghiêng này. Nhớ là luôn luôn để nghiêng cái bơm, để nghiêng cái mặt bơm thế này, đưa vào nhé. Đó, đưa vào thế này. Mình sẽ đưa nốt cái quả bên này vào cho mọi người xem. Đây, đưa vào để nghiêng thế này. Và đây là cái mặt tràn. Đây là cái mặt bơm. Mặt bơm thôi anh em. Đây ạ. Mặt bơm, đây là mặt bơm HST của máy đặt DC70, và nó có hai cái, nó có cái mặt trà bên phía có khứa này. Nó là cái bên phía bơm, đây là bên phía bơm. Và đây là bên phía motor.
Và cái bơm này mạnh vừa tháo ra thôi nhưng mạnh thấy có nhiều vấn đề quá nên mạnh làm cho anh em biết là cái cách tháo lắp đúng cách thôi, nhanh thôi. Chứ không phải là cái bơm này nó đang không đạt một chút nào cả vì nó bị xước nhiều này, xước nhiều. Và đây ạ, mình sẽ lắp vào cho anh em xem đây. Cầm thế này. Giữ lấy cái mặt bơm, tất nhiên là tay chân phải sạch, giữ lấy cái mặt bơm. Giữ lấy cái mặt van. Đây. Đưa vào nhé. Đó, đưa vào sau khi ép vào rồi. Sau khi ép vào rồi chúng ta giữ chặt. Vặn giữ hai con ốc lại, giữ hai con ốc lại. Tất nhiên là đây là mạnh làm thử cho anh em xem và chưa có dòng các thứ, cẩn thận nhé. Chưa có dòng các thứ. Đây. Chúng ta giữ tạm hai con ốc lại để cho cái mặt này nó không bật ra. Nếu như cái mặt này nó bật ra thì cái mặt tràn nó sẽ rơi xuống. Thì chúng ta lại phải tháo ra. Giữ tạm hai con ốc lại thôi, không dùng hai con ốc này để ép, nhưng mà để giữ lại. Đấy. Vặn vào bằng tay đôi chút đây, chéo góc với nhau. Hai con ốc chéo góc nha. Đó, hai con ốc chéo góc nhau. Mục tiêu là chúng ta giữ cái bơm ở vị trí cố định. Khi mà cái mặt trà nó ăn với nó ép sát với cái mặt của cái bộ cụm xi lanh rồi. Sau khi xong rồi ấy. Sau khi xong được rồi ấy thì chúng ta mới dựng lên. Dựng lên thế này thì chúng ta không lo cái mặt trà, không lo cái mặt trà phía góc này nó bị rơi xuống bởi vì nó đang ép vào cái cụm xi lanh ấy, cái mặt của cụm xi lanh. Vặn chặt sâu một chút nữa. Đó, sau khi mà chặt xong thì chúng ta có thể dựng lên thoải mái, chưa ép chặt vội nhé, chưa ép chặt vội. Vậy thì sau khi dựng lên thì chúng ta sẽ thấy cái trục này nó lòi ra. Cái trục này thì nó sẽ được lắp cùng, sẽ được lắp cái bơm nhồi này vào. Lắp cái bơm nhồi này vào và nguyên nhân nó nằm ở đây đây. Nguyên nhân nó nằm ở đây, chúng ta phải lắp xong xuôi thì chúng ta mới đưa cái bơm nhồi này vào. Đưa cái bơm nhồi này vào. Thì đó là cái nguyên tắc cơ bản. Nếu như mà anh em nào tháo cái HAT ra thì chúng ta bắt buộc phải tháo bơm nhồi. Phải tháo bơm nhồi, nếu chúng ta không tháo bơm nhồi thì cái bơm này nó trôi sang đây nó lệch tâm. Đây ạ, nó trôi sang đây nó lệch tâm. Trôi sang đây nó lệch tâm là nó sẽ bị cái trục nó ép vào ngay khi mà chúng ta đút cái trục vào. Chính vì vậy, tháo bơm là phải tháo bơm nhồi. Không bảo hành bơm, bảo dưỡng bơm nhồi thì chúng ta cũng phải tháo ra và để tháo bơm nhồi đầu tiên và lắp bơm nhồi cuối cùng. Lắp bơm nhồi cuối cùng để đảm bảo cái việc nó chuẩn nhé. Hoặc là chúng ta có thể ép mặt chặt thế này xong chúng ta lấy tay này, ấn thử. Ấn này, ấn. Em quay xuống đây cho sự thấy anh ấn nó tụt xuống. Đây ạ. Ấn thử, đấy, anh em thấy nó ép vào chưa? Ấn thử, nếu như thấy ok rồi thì chúng ta mới được vặn ốc lại. Vặn chặt ốc lại. Vặn chặt những cái con ốc hãm này lại. Sau khi mà xử lý được cái bề mặt này nó ép xuống rồi thì chúng ta mới tiếp tục làm sạch và lắp bơm nhồi. Đây, lắp bơm nhồi thì. Và lưu ý với anh em là hai cái dấu này nó phải ngửa lên nhau nhé. Đây là dấu của bơm nhồi này. Hai cái dấu này phải ngửa lên nhau, còn quay đi đâu cũng được. Quay thế này cũng được. Thế này cũng được. Hoặc là thế này cũng được. Không vấn đề gì. Nhưng mà hai cái dấu này nó phải ngửa, không được lắp ngược hai cái dấu. Lôi cái bơm giữa này ra và lắp xuống dưới là nó cái nguy cơ nó không bơm được rất là cao. Thì đây ạ, cái bơm nhồi thì thường thường chúng ta phải cho nó quay làm sao cho đúng về tâm đây. Đúng về tâm đây. Đây nhá. Để nghiêng sang một chút. Để nghiêng sang một chút này. Đây, để nghiêng cái bơm. Để nghiêng cái bơm là lắp đơn giản nhất. Chúng ta chọn một cái góc cạnh nó khi dựng thế này nó không bị trôi xuống nữa. Đây ạ. Chọn cái góc cạnh khi dựng thế này nó không bị trôi và chúng ta đưa vào này. Đây, đưa vào thì chúng ta lựa đấy. Em để cho nó nhìn cái thế này đây. Chúng ta lựa cái bơm giữa vào trước. Lựa cái bơm giữa trước và đưa vào. Đấy, anh em thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng và sau khi mà chúng ta ép chặt cái bề mặt này nhé. Thế nó không có cái gì. Đó là cái cách cuối cùng, đó là cái cách lưu ý mà lắp bơm nhồi để tránh cái trường hợp bị hỏng này. Hỏng không biết bởi vì cái bơm nhồi này nó không bơm được. Nó không hút được nhớt từ thùng thủy lực lên trên bơm mà chúng ta cứ nổ mãi, chúng ta cứ gà, chúng ta cứ đẩy thử nó không chạy được mà nó làm tan nát cái đầu ống sư này của piston thì nó rất là nguy hiểm. Và lưu ý là đã tháo bơm thủy lực, đã tháo HST thì phải tháo bơm nhồi ra và bơm nhồi được lắp cuối cùng. Sau khi hoàn thiện cái bề mặt này, chúng ta thử vừa lắp quay này, vừa lắp
vừa vào nốc này, vừa thử quay vậy. Lưu ý là luôn luôn để cái bề mặt nó nằm ngang thế này, để tránh trường hợp rơi các cái mặt trà, để tránh xước cái mặt trà nhé, bảo vệ cái độ chính xác của nó, bởi vì độ chính xác của nó rất là cao. Đây là video nhanh mà nói về cái cách lắp tháo lắp bơm thủy lực HST của DC70. Bởi vì là mình thấy không có trường hợp này mà rất nhiều anh em bị bơm nó đang chạy bình thường, hoặc là bơm nó hơi yếu thôi mà tháo ra cái là lắp vào nó không chạy được luôn. Thì cái sự tốn kém của anh em là rất là lớn, do mình chỉ là do mình tháo lắp sai, và bởi vì cái bơm thủy lực nó rất là phức tạp, lắp là nó phải có kỹ thuật rất là cao và đâu ra đó chính xác. Và nhớ, tháo bơm ra là phải tháo luôn cả bơm nhồi và lắp bơm nhồi sau cùng. Bất cứ tháo cái gì cũng phải lắp bơm nhồi sau cùng nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Kỹ thuật Máy Nông nghiệp, và hãy anh em thấy video của Mạnh bổ ích thì hãy like và chia sẻ, và anh em nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông để được nhận thông báo mỗi khi Mạnh đăng video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.